Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Hùng trên YouTube ạ. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, ý của từ hành trong từ tu hành có phải là từ hành trong hành duyên thức không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Tu hành, hành ở đây nó là một cái hành động về thân hành, khẩu hành, ý hành. Còn đối với người tu ấy thì cũng phải tu cả thân, trang nghiêm tề chỉnh, mặc y áo tình tề, thì đấy là cái hành động về thân. Tu là phải nói ra những cái pháp thì nó phù hợp với giáo pháp, không được nói tục nói bậy theo cái lối thế tục. Thì đấy là cái hành về khẩu hành. Tâm là phải tu tâm, hướng đến giác ngộ, giải thoát, đoạn trừ phiền não khổ đau. Thì đấy là ý hành. Thì ở đây có nghĩa là tu là hành là vậy. Tu ở ba nghiệp ấy, tu ở thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Thì đấy là cái hành, hành ở đấy là cái tâm sở tư, là cái mình tác ý, mình cố ý hành động theo một cái khuôn khổ, một cái khuôn phép, một cái giáo pháp mà đã được Đức Phật giảng dạy, mình thực hành theo, tức là thực hành theo những lời Đức Phật giảng dạy để sửa những cái hành động ở thân, những cái hành động ở lời nói và những cái hành động ở trong ý thức. Thì đấy được gọi là tu hành là như thế, chứ không phải là còn cái hành trong sankhara ở trong duyên khởi. Thì đấy là những cái hành động ở trong quá khứ, đấy là những cái nhân để nó tạo ra cái thân tâm ở đời này. Vì ở trong kiếp trước mình đã hành động gì đó mình mới có cái thân nam uẩn này, cái những hành động ở đời này sẽ là nhân cho những đời sau, thì cái hành đấy khác, còn cái hành chùa chữ tu hành khác.